trên cái tờ giấy của chúng ta bây giờ là những cái ô kẻ ly đó, nó được chia ô lưới rồi đó, để cho chúng ta thực hiện cái quá trình vẽ giống như chúng ta vẽ phác thảo vậy, vẽ két vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ dùng cái công cụ, tức là quý vị các bạn biết cái công cụ để vẽ phác thảo rồi, vẽ két, tức là chúng ta có thể dùng là chúng ta vẽ hình chữ nhật cũng được, chúng ta có thể vẽ một cái dùng những cái công cụ để vẽ đường line chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta xoay sang cái giao diện đó, chúng ta nhìn thấy đây nè, đó. Trên cái giao diện này thì chúng ta thấy cái công cụ lúc này nó sửa trở thành là tự động nó chuyển thành là Drawing Sketch Panel, tức là cái bảng các cái công cụ vẽ phác thảo. Thì ở đây nè, chúng ta chọn là cái Toolbar Rectangle chẳng hạn, hoặc là chúng ta click vào cái dấu mũi tên chút xuống kế bên của nó. Đó, chúng ta có thể chọn kiểu khác. Bây giờ tôi chọn Toolbar Rectangle, tức là tôi vẽ một cái hình chữ nhật bằng cách là vẽ hai góc đối diện, xác định hai cái điểm đối diện của nó, ta click chuột trái vào đó. Giờ trên cái bản vẽ của chúng ta mới click chuột ở đây nè, đó. Quý vị các bạn thấy là tôi di chuột xuống phía dưới này, đó. Tôi vẽ cái hình chữ nhật. Chúng ta kéo co giãn hình chữ nhật này đó, chúng ta có thể để ở vị trí bất kỳ và click chuột trái đó. Bây giờ trên cái màn hình đồ họa của chúng ta thấy cái tờ giấy đó có cái khung tên như vậy rồi. Nó có cái khung tên, cái khung bản vẽ giống vậy, nhưng bây giờ làm sao để chúng ta xác định kích thước? Thì bây giờ chúng ta sẽ di chuột lên phía trên cái thanh công cụ này. Chúng ta ràng buộc kích thước thôi. Chuyện này đối với gì các bạn cũng đã quen thuộc rồi. Chúng ta click chuột trái vào cái chỗ General Dimension ở chỗ này nè, đó. Trên cái thanh công cụ đó, click vào General Dimension. Chúng ta mới ràng buộc, chúng ta thấy nè, à, cái đối tượng đầu tiên là đây. Đó là đối tượng này nè, ta click chuột trái lên đây. Và chúng ta chọn ở trên cái đường này nè, đó, cái góc trái trên cùng của cái khung giấy đó, chúng ta click chuột vào đó. Và chúng ta bấm chuột ở chỗ này. Sau đó chúng ta bấm chuột trái một lần nữa để chúng ta sửa cái thước này lại, à, khoảng này là 5mm. Đúng theo quy định của chuẩn Việt Nam. Điều tương tự ở chỗ này nè, chúng ta chọn cho cái lề trái của cái khung giấy này nè, cái khung bản vẽ nè, click đây. Chúng ta chọn cái điểm trên cùng, trái trên cùng đó, chúng ta click chuột. Và chúng ta click chuột một lần nữa, chúng ta sửa này 25mm. À, quý vị các bạn thấy điều đó. Bây giờ chúng ta làm cho cái góc ở phía dưới này bằng cách là chúng ta chọn lên đối tượng ở đây nè, chúng ta chọn cái góc trái phía dưới hết á. Và bây giờ chúng ta sẽ ràng buộc cái kích thước đó là 5mm đó, để chúng ta sẽ chừa cái khoảng khung lề này ra để chúng ta đóng tập thôi. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ di chuột qua phía bên này nè, bên tay phải nè, đó, chúng ta bấm chuột giữa, chúng ta rê nó. Và chúng ta chọn nè, cái khung này nè, đó. Và cái khung ngoài cùng này, kích thước chỗ này là 5mm. Chúng ta làm tương tự vậy thôi, chuyện này rất là quen thuộc. Đó, quý vị các bạn thấy. Sau khi làm xong chuyện đó, chúng ta thu lại cái bản vẽ chúng ta. Ở trong dùng đồ họa chúng ta nhìn thấy. Cái bản vẽ của chúng ta, cái khung giấy đó, cho đến lúc này là hoàn chỉnh. Và chúng ta sẽ lưu cái khung giấy này lại. Đó, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ click chuột phải chỗ này nè, chúng ta sẽ lưu nó thôi. Chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn Don. Trong cái dùng đồ họa chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn Don. Quý vị các bạn thấy là chúng ta có thể đánh Escape cũng được. Click vào Don. Đó. Chúng ta click chuột phải một lần nữa. Trên cái trình đơn cảnh ứng này chúng ta chọn cái trên cùng hết á, là Save Border, tức là lưu cái đường khung bao đó lại. Tức là cái những cái gì mà chúng ta vẽ ra rồi giờ chúng ta phải lưu chứ. Chúng ta click vào đó. Thì chúng ta đặt tên cho nó. Ví dụ chúng ta đặt nó là khung tên, à, xin lỗi, khung giấy. Đó. Và chúng ta để là khung giấy A4 đi cho nó dễ nhìn. Đó, A4. Và chúng ta click Save. Nhưng sau khi làm xong chuyện đó thì quý vị các bạn có thấy là trên cái tờ giấy của chúng ta có cái khung giấy đó chưa? Chúng ta hoàn toàn chưa có cái khung giấy đó. Vậy điểm chúng ta muốn sử dụng nó, chúng ta phải di chuột xuống ở bên cái chỗ Drawing Resource này, trong này nè. Chúng ta thấy nè, cái phần border lúc này nó có xuất hiện một cái gọi là khung giấy A4. Nếu chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta chỉ cần bấm chuột kép vào đây thôi. Chúng ta bấm chuột trái hai lần thì chúng ta nhìn thấy đây nè, bên cái dùng đồ họa của chúng ta, cái khung giấy đó xuất hiện. Sau khi mà nó có cái khung giấy đó rồi, quý vị các bạn thấy là chúng ta hoàn toàn có thể là có những cái hình chiếu từ nó rất là dễ dàng thôi.
Quý vị các bạn thấy rằng cái khung tên là cái nơi mà chúng ta có thể đưa những cái thông tin về cái bản vẽ đó, những cái thông tin về cái người thiết kế, người duyệt hay là chính cái đơn vị tạo ra của cái bản vẽ đó, và những tỷ lệ hay thông số liên quan. Thế thì khung tên này cũng phải đúng theo tiêu chuẩn thôi. Tất nhiên là trong một số trường hợp khi mà chúng ta thiết kế ở các đơn vị bên ngoài thì các cái đơn vị đó cũng có những cái thỏa thuận nhất định, rồi có những cái quy định riêng cho họ. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ xem chúng ta tạo cái khung tên đó như thế nào. Bây giờ chúng ta nhìn thấy khung tên ở đây, bây giờ chúng ta di chuột sang cái phần title lock. Đó. Chúng ta click chuột phải vào title lock. Và chúng ta thấy trên cái trình đơn cảnh ứng đó, chúng ta chọn Define New Title Lock. Tức là chúng ta sẽ định nghĩa một cái khung tên mới. Chúng ta click vào đó. Lát nữa chúng ta làm xong chúng ta sẽ lưu trở lại thôi. Đó. Quý vị các bạn thấy bên màn hình đồ họa lúc này, chúng ta thấy lại xuất hiện những cái ô kẻ lưới giống như hồi nãy. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta vẽ khung tên này đó. Thì chúng ta sẽ vẽ khung tên đó với kích thước mà chúng ta mong muốn. Bây giờ tôi sẽ vẽ như thế này. Tôi sẽ di chuột sang cái trình đơn, cái công cụ, cái bảng công cụ để vẽ đó. Chúng ta thấy nè, chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật và click vào đó. Cái vẽ chữ nhật bằng cách là xác định hai điểm, ta click chuột. Và bây giờ chúng ta vẽ hình chữ nhật đó trên cái vùng đồ họa nè. Quý vị các bạn thấy là chúng ta click chuột, chúng ta vẽ đâu đó. Ta vẽ bất kỳ. Ta click chuột phải, chọn Done để xong cái lệnh vẽ đó. Bây giờ chúng ta mới sẽ xem lại gần của cái khung giấy này, cái khung bản vẽ này đó. Bây giờ chúng ta sẽ ràng buộc kích thước nó. Thứ nhất, cái lề phải này nè, là nó phải là sát vào đây, tức là khoảng cách đó bằng 0. Cái lề dưới, bên dưới này nè, cũng bằng 0. Chúng ta thấy vậy. Cái cạnh đứng này có chiều cao là 32mm, tùy theo cái khung tên mà chúng ta muốn thôi. Còn cái khung này chiều dài là 140 theo một số cái quy định chuẩn đó. Sau khi mà chúng ta tạo cái khung tên đó rồi thì quý vị các bạn thấy là chúng ta làm cũng rất là đơn giản. Chúng ta ràng buộc nó giống như là chúng ta tạo cái khung giấy hồi nãy vậy đó. Trong trường hợp này, để mà chúng ta có thể làm nhanh được thì chúng ta có thể dùng luôn cái khung tên mặc định của nó. Vậy thì ở chỗ này chúng ta click chuột phải ở đây nè, và chúng ta chọn cái Save Title Lock ở đây. Trên cái trình đơn cảnh ứng đó, chúng ta chọn Save Title Lock. Vấn đề là chúng ta có lưu nó hay không, chúng ta click vào Save Title Lock ở đây. Và như vậy thì inventor hỏi chúng ta là có lưu lại các cái sửa đổi đó không, chúng ta chọn là no, ví dụ vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái khung giấy của chúng ta ở đây nè, hoàn toàn là, quý vị các bạn thấy nè, nó chưa có cái khung tên. Như vậy thì tôi có thể sử dụng lại khung tên mặc định của nó bằng cách là tôi di chuột sang bên cái title lock của này, tôi chọn cái ISO đó, chúng ta bấm đúp chuột vào đó, chúng ta thấy cái khung tên xuất hiện ở lại ở đây đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các cái hình chiếu đối với cái bản vẽ của chúng ta. Vậy chúng ta kết xuất cái bản vẽ đó ra giấy. Bây giờ quý vị các bạn thấy nè, giả sử chúng ta đã có được một cái khung bản vẽ giống như thế này rồi. Đó, một cái khung bản vẽ giống vậy. Bản vẽ A4 đầy đủ hết. Thì bây giờ chúng ta chiếu nó. Thì chúng ta thấy nè, ở bên này, đầu tiên là Bay View. Trên cái Drawing View Panel đó, cái bảng mà các hình chiếu đó, chúng ta click vào Bay View, tức là hình chiếu chính, chúng ta click vào Bay View. Quý vị các bạn thấy là trên cái hộp thoại này, chúng ta xem coi là chúng ta chọn mô hình nào đây. Cái tập tin mà chúng ta sẽ trên hộp thoại này chúng ta sẽ chiếu là gì. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta click vào cái mũi tên chút xuống ở đây, chúng ta chọn cái mô hình van tiết lưu mà chúng ta đã lắp ghép ở phần trước đó. Chúng ta thấy lúc này chúng ta di chuột lên phía trên này, nó trống ra dễ nhìn. Thì quý vị các bạn nhìn ở trên cái màn hình đồ họa này, cái đối tượng của chúng ta hầu như đây xuất hiện ra đây rồi đó. Nhưng mà cái hình này nó hơi lớn so với cái mô hình này, so với tờ giấy A4 đó, thì nó hơi lớn. Quý vị các bạn mới nói là bây giờ chúng ta mới bấm lên đây, chúng ta chọn là gì, ví dụ như chúng ta nói là đó là chúng ta sửa cái tỷ lệ lại, scale này lại, chúng ta nói là 0.2 chẳng hạn, chúng ta xem coi cái hình nó có vừa không. Chúng ta thấy là lại khá nhỏ, vậy thì chúng ta chỉnh nó lớn lên một tí nữa. Trên cái tỷ lệ này chúng ta chọn là 0.5 đó. Giờ chúng ta click chuột trái ở đây để xác định nó. Tất nhiên là cái góc chiếu như thế này thì nó cũng chưa tốt lắm để chúng ta nhìn được cái hình của chúng ta. Đó, quý vị các bạn thấy.
chúng ta có được, sau khi chúng ta chiếu được cái hình nó ra đây rồi, cái hình chiếu này không có lấy đường quốc v.v. Thì ví dụ như giả sử là chúng ta thấy nè, chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ tạo các cái dấu tâm ở đây đó, hay là những cái đơn chữ này để chúng ta hoàn chỉnh bản vẽ. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cái quá trình chiếu khác nữa, tôi lại tiếp tục di chuột lên cái trên cái drawing view panel, tôi chọn cái projected view, tức là những hình chiếu vuông góc đó, tích vào đó. Thứ nhất là chúng ta sẽ di chuột lên để bấm vào cái hình mà chúng ta đang chọn ở đây nè. Đó, quý vị các bạn thấy lập tức một cái hình khác xuất hiện ở chỗ này. Chúng ta click chuột trái để định được vị trí của nó, và click chuột phải chọn create trên, tức là khởi tạo trên cái trình đơn cảm ứng ở đó, ta chọn ở đó. Đó, quý vị các bạn thấy nè, những cái khung này nó tương đối gần nhau, chúng ta có thể click chuột trái để chúng ta di dời cái khung giấy đó, khung đối tượng của chúng ta, tùy theo chúng ta muốn thôi. Ở đây đó, chúng ta xem lại gần những cái hình như thế này, mà nếu chúng ta dùng những cái phần mềm khác để mà chúng ta chiếu nó đó, thì chúng ta vẽ nó tương đối là khó. Quý vị các bạn thấy nè, cái đối tượng của chúng ta ví dụ như thế này, mà giờ lát nữa chúng ta cắt ra chúng ta xem á, thì chúng ta thấy là cái hình chiếu nó tương đối là khó. Bây giờ tôi sẽ cắt nó bằng cách là chúng ta chọn là section view ở đây, trên cái drawing view panel chúng ta chọn section view, mình cắt, ta click vào section view. Và bây giờ chúng ta chọn trên cái vùng nhìn này nè, đó, bây giờ chúng ta để xem coi. Chúng ta thấy là cái khi chúng ta di chuột ở đây mà cái hình chúng ta đang hiện hành nó là ở phía dưới này nè, thì điều đó không đúng. Do vậy chúng ta click, chúng ta gõ Escape từ bàn phím để chúng ta thoát ra. Sau đó chúng ta mới bấm chuột trái trở lại trên cái khung này để khẳng định rằng cái khung mà chúng ta làm việc ở đây nè. Đó, chúng ta bấm hai lần cũng được, đó, bấm hai lần để cho nó hiện cái hộp thoại này lên, để khẳng định là chúng ta sẽ đang làm việc trên cái khung bản vẽ là đây nè, trên cái hình chiếu này. Và chúng ta chọn lại cái section view đó, sau đó chúng ta cắt. Chúng ta cắt bật cũng được đó. Sau khi xác định được hai điểm của cái hình cắt đó rồi, ta click chuột phải, chọn continue. Và chúng ta xác định ở bên này cái vị trí mà của hình cắt đó, chúng ta chọn cái hình nào mà chúng ta thấy nó chỗ nào là tiện nhất, chúng ta click chuột ở đó. Đó. Bây giờ đối với cái hình cắt này, quý vị các bạn thấy nè, thí dụ như trên cái hình mà tôi cắt ra ở đây, chúng ta thấy là ở đây này nó phải có cái dấu tâm, hay là những cái mặt cắt ở chỗ này nè tương đối là thưa, chúng ta click chuột phải lên trên cái hình cắt đó và chúng ta chọn Modify Hatch. Chúng ta cho cái tỷ lệ này nhỏ lại một tí xíu, ví dụ như chúng ta chọn là 0.2 chẳng hạn. Đó, chúng ta click OK thì cái mẫu tô ở đây nó giảm nhỏ xuống rồi. Đó, chúng ta thấy nè, ở chỗ này cũng vậy nè, trên cái mẫu tô của cái hình này cũng vậy nè, chúng ta click chuột phải chọn Modify Hatch ở đây, chọn cái tỷ lệ này nhỏ lại một chút, chúng ta chọn là ví dụ như là 0.3 chẳng hạn, click OK. Tuần tự chúng ta làm chuyện đó cho các cái mặt cắt ở đây.